Đến sớm, nếu không thì cô lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ mình thì phiền lắm, Hôm nay mình chết mà sao cô vẫn cứ ráo này? Sao giờ này cô vẫn chưa ráo? Cô chào các em. Thanh Băng, em có biết là giờ này là giờ gì không? Em phải mang máy bay vào lớp. Cất ngay máy bay đi. Sao mà cô thấy mình muốn nhấc cô đó vào? Em nói gì đấy? Thế sao hôm nay đầu của em như là một đống rơm ấy kia? Nắng tú đấy. Đi học làm điệu quá đi em ạ. Thấy cái xinh em cỡ có mối của em. Xinh gì mà xinh, trông như tinh tinh ấy. Không được rồi, trật tự. Không treo hồ. Bây giờ nha, bắt đầu vào giờ học rồi nha. Ai cho em cầm kẹo mút vào lớp, đưa kẹo mút đây cho cô. Nhanh, đưa đây. Trong giờ cô đã bảo không bao giờ được ăn đồ ăn vặt rồi mà. Cất ngay kẹo mút đi. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của em này. Hôm nay chúng ta là học tiết toán văn. Tiết toán văn của chúng ta là sẽ làm một bài kiểm tra. Đề bài như sau, em có nghe cô nói không đấy? Đề bài là hãy tả một cây mà em yêu thích nhất. Thời gian làm bài là 45 phút. 45 phút của em bắt đầu. Đã hết 1 phút rồi nhá. Đã hết 1 giây rồi. Em đừng có chải tóc nữa. Cô đi ra ngoài kia, cô chờ em làm bài xong nhá. Cô ngủ một giấc nhá. Và trong thời gian làm bài cấm chỉ không ăn quà vặt trong lớp nhá. Nếu cô bắt được là cô sẽ phạt đấy. Ui dồi, em cấm bút to thế. Thôi, làm bài đi nhá. Cô đi ra ngoài đây đây. Ôi trời ơi, mình đã ôn gì đâu. Bài văn gì mà khó thế. Cô sao để khó kinh nghiệm được đấy. Mở nhá, tự nhiên cô thu luôn cái kẹo bút của mình nhạt mồm nhạt miệng quá. Thôi, mình cứ viết tạm mấy chữ ra. Để coi nào. Thường em mua một khô vườn gọi tết tuyệt đấy. Ôi, trời ơi, mình đã làm được một câu bỏ miệng mà. Nhưng bây giờ mình đói có mình phải lấy cái đồ này ra ăn đó rồi chứ mới biết vào được. Không thì chết. Đây rồi. Đồ ăn yêu thích của mình đây rồi. Mình phải bọc và cẩn thận. Nếu không thì ai người thấy sẽ ăn mất của mình. Thanh Băng. Chết. Cô đã dặn. Khi đi cô đã dặn là không được ăn đồ ăn vặt không mà. Đến đây thôi cô. Đến đây. May là cô nghe cái tiếng xoạt. Nên cô quay lại ngay. Ý rằng em ăn đồ ăn vặt. Đấy này. Rồi, quá nhiều đồ ăn vặt. Đưa cô cái hộp kia. Nhanh, khẩn trương cái hộp ấy nữa. Không còn cái gì, anh đưa hộp cho cô. Đưa cô xem nào. Đưa cái hộp cho cô về, cô còn cọc quà. Rồi. Rồi, làm bài đi nhá. Cấm chỉ không được cầm đồ ăn vặt ra đây để ăn nhá. Bắt đầu làm bài. Sao mở tay cô thính thế không biết. Trời ơi, tôi sợ chọn mà cũng thấy nó. Nhưng mà mình đói quá, không có cái gì ăn thì làm sao mình có sức làm bài. Để mình nhớ cho mình còn gì không nhỉ. Khá rồi, cái này thì làm sao mà sột soạt. Cô ngủ làm sao mà cô nghe thấy cái tiếng này chứ. Cái lượt. Cô cũng không bao giờ biết được đây là kẹo. Cô đã bảo là không được mang kẹo vào trong lớp. Em lại mang kẹo à? Em cái không gì kia? Kẹo đâu. Đây là cái luộc cô. Luộc đâu mà luộc? Chắc là kẹo đúng không? Không, cái luộc này cô nhìn này. Sao lại đang giờ kiểm tra em lại mang được vào lớp để làm gì? Thì thưa cô, vừa lấy cô bỏ đầu em như một đống lông. Em bây giờ em mang luộc vào để chải đầu cho đỡ đúng giờ mấy cô. Ôi trời ơi, có thật không? Đưa cô xem nào. Thật. Đưa cô xem. Nhưng mà đây chỉ là một cái luộc. Đây luộc bình thường thì thôi. Phải đưa cô xem. Đưa cô xem nào. Không cần xem đâu cô. Đưa cô xem nào. Luộc thì sao giống nhỉ?
Rồi này, bắt ngược đi nhá, không được cùng ngược đâu nhá. Hết bài đi nhá. Theo cặp có gì không? Không ạ. Được rồi, cô tin. Bây giờ bắt đầu ngồi viết bài đi nhá. Cô đi ra ngoài kia kéo cô vào mà cô thu bài chưa được là cô sẽ phạt luôn đấy nhá. Vâng. Ôi trời ơi, bây giờ mình tháo cái tóc của mình trải cho nó mượt. Cái này không chỉ có được mà còn trải được nữa. Cô mà cô thấy mình đang trải, cô cũng chả nói gì. Tại khi nào cô ngủ say thì mình mới ăn. Ôi trời ơi. Mày qua, cô hết ngáy rồi. Nè, chào bạn nè. Mày giờ mình ăn thôi. Thế ngáy làm sao mà cô phát hiện ra cơ chứ? Chả ái nè. Ôi giời ơi. Ôi giời. Còn bây giờ thì ta ăn thôi. Cô giáo làm sao mà biết được cơ chứ? Trời ơi, lại nữa rồi. Sao mà lại cái mày quá. Trời ơi, cứ động tí là cô lại ngáy to loạt lên. Vị dâu còn màu vàng, mình nghĩ là vị chuối đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn một cây đầu tiên nha, màu hồng. Thơm quá, nhìn như ông sáo ấy. Ở bên ngoài này nó có một lớp vỏ nè. Đó. Ngon quá.